nhớ nhới, quên quên đúng là nỗi khổ không của riêng ai. Và vì trong cuộc sống có quá nhiều thứ buộc chúng ta phải nhớ mật khẩu máy tính, mật khẩu email, mật khẩu thẻ app, mật khẩu điện thoại. Và có quá nhiều công cụ xung phong khi nhớ hộ ta, nên nhóm người đản trí xuất hiện ngày một nhiều. Người ta hay gọi những người có trí nhớ ngắn hạn như vậy là não cát vàng, vì họ tin rằng trí nhớ của cát vàng chỉ tồn tại trong 3 giây và mỗi dòng nó bơi quanh bể của mình giống như nhìn thế giới lần đầu tiên. Hồi não cát vàng ngày nào cũng bận rộn hơn người khác vì họ cứ phải tất bật chạy tới chạy lui do chính cái tật nhớ trước quên sau của mình. Nghe chừng cũng khổ lắm. Rõ ràng đeo rồi mà không có tí cảm giác nào rằng mình đang đeo là thế nào nhỉ? Cũng có thể đây chỉ là lời diện cớ của một cô nàng hay ăn chăng. Cũng may chưa mặc pyjama đi học là may rồi, hội não cát vàng nhỉ. Người ta vất vả ngược xuôi vì dòng đời xô đẩy, vì cuộc sống khó khăn đã đành. Đây toàn tự mình làm khổ mình thôi. Giây phút phát hiện ra mình làm hành động ngớ ngẩn này, tôi đã khóc. Có bữa ăn no đòn của bố mẹ cũng vì hành động tương tự, nhưng ngược lại. Điện thoại là vật bất ly thân, nhưng với hội não cát vàng, bất ly thân không có nghĩa bất ly luôn trí nhớ. Chúng tôi đánh giá không cao cho lắm hành động nguy hiểm này. Một trong những trải nghiệm đau đớn hội não cát vàng thường gặp. Đúng là tránh giỏ dưa gặp giỏ dừa, thứ nghĩ sẽ quên thì chắc chắn sẽ quên, mà thứ không nghĩ sẽ quên cuối cùng cũng quên luôn. Không gì không thể quên chính là châm ngôn của hội não cát vàng.